Đấy, sau bao nhiêu năm mình bán hàng rong, cuối cùng mình cũng trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty cửa hàng tạp hóa. Đấy, do tự mình xây dựng lên. Đấy, bây giờ mình sẽ khui cái máy tính tiền này để còn đón những vị khách đầu tiên nào. Cửa hàng tiện lợi siêu cay, tên quá là hay. Ai, sử dụng dụng cụ khui hộp. Rồi, xoáy nó ra. Pin của mình đâu rồi? Đây rồi. Lắp pin rồi khởi động máy nào. Wow, máy xịt nó khác. Rồi, cắt đi. Rồi chuẩn bị đợi những người khách đầu tiên nào. Cắt bộ đồ này đi á. Ai mua nước ngọt đây? Ai mua bim bim đây? Ơ, mình là ông chủ mà. Sao mình lại cứ nói như là mình đi giao nhỉ? Thôi, mình ngồi được đấy. 3 hours later. Mình đợi 3 tiếng mà không có khách nào đến mua. Không được rồi, mình phải nghĩ cách gì để câu khách thôi. À, nhân dịp cửa hàng tiện lợi siêu cay khai trương, tôi sẽ tổ chức một cuộc thi vua nấu ăn. Ai nấu ăn ngon nhất, tôi sẽ tặng cho người chiến thắng đó 5 triệu đồng. Mại vô, mại vô. Này, nghe nói ông Tùng mới mở cửa hàng, không biết cửa hàng gì nhỉ? Thôi vào xem thử đi các cậu đi. Alo, alo, cửa hàng tiện lợi siêu cay xin thông báo, alo. Ồ, cửa hàng tiện lợi siêu cay á, nghe hấp dẫn đấy. Mua một tặng một tính tiền hai. Cửa hàng có cuộc thi nấu ăn, ai giải nhất sẽ được 5 triệu đồng, alo, alo. Ôi, có tổ chức cuộc thi nữa kìa. Ui, tôi sẽ vào lấy 5 triệu rồi. Đó. Ôi giời, nhanh thế, bầu như kiến. Thể lệ như nào không? Ừ, thể lệ à, các cháu cứ mua hàng đi, rồi thi nấu ăn, ai mà được giải nhất thì bác sẽ tặng cho người đó 5 triệu đồng. Wow. 5 triệu cơ. Nhưng mà quy định ấy là phải mua đồ ở cửa hàng bác. Nấu món ăn gì thì phải siêu cay. Siêu cay? Siêu cay à? Đây này, một đống đồ này, các cháu thao mà lựa chọn. Wow. Cháu sẽ mua bim bim. Cháu sẽ mua mì. Sam Giang. Mua hot dog đi. Đúng rồi, mua đi, nước nữa kìa. Ủa, đi Sam Giang kìa. Mua đi. Mua thêm phô mai nữa. Nước này, nước hay ngon. Cháu mua hết hàng này. Đó, thế là hàng tính tiền trước nhá. Ai, đọc quên thẻ. Từ từ, để bác tính bấm đã. 7.000. À, xịn thật. Cháu tiền mặt hay là quẹt thẻ? Cháu quẹt thẻ chứ, nhà cháu toàn dùng thẻ thôi. Đây, à, quẹt đi. Đúng rồi, đại gia. Ok, cháu cảm ơn bác. Ừ, sau này ủng hộ bác thêm nhá. Thôi, chào bác nhé, cháu đi về đây. Được rồi, về đi. Nhớ mang cho bác để bác chấm điểm nhá. Vâng. Anh em. Vừa bán được hàng, vừa được ăn. Đúng là rớt. Ai mua hàng nghe. Chả mấy chốc mình sẽ béo như con lợn. Tớ sẽ làm món đùi gà KFC siêu cay bằng bim bim chế to siêu hot này. Đầu tiên là phải xay nát cái này ra để làm áo bột. Cậu cho tớ một ít bột đấy để tớ lăn hot dog nhá. Ok luôn, gói này nhiều mà. Wow, à, đỏ lò luôn. Rồi, bây giờ tớ sẽ đem nó đi xay. Vậy thì tớ sẽ đánh trứng luôn cho hai đứa mình nhá. Đây, tớ xay xong rồi đây. Wow, nhìn cay này cậu nhờ. Tiêu chí của cuộc thi là phải siêu cay mà. Của cậu mà không làm siêu cay á, không được điểm đâu. Mình sẽ đợi nước sôi và thả mì vào, xong rồi vớt ra. Giờ mình sẽ nhúng vào trứng rồi lăn qua bột. Wow. Một cái. Tớ cũng lăn đùi gà. Bây giờ mình sẽ chân mì. Sau thì mình sẽ vớt ra. Hai gói luôn các bạn nhá. Đây này, mình chắc chắn lấy được giải 5 triệu rồi. 1 triệu mình sẽ mua tôm Alaska để ăn. Còn 4 triệu mình sẽ đi chơi công viên nước. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh nhanh nào. Giờ mình sẽ vớt trứng ra. Hai quả luôn các bạn nha. Mình sẽ để một ít nước lại để nấu cho nó cạn. Ok, bằng này nước rồi, mình sẽ bắc lên bếp xong trộn gia vị. Siêu cay luôn. Quả này á, bác cửa hàng tạp hóa ăn lên thế nào cay tột mồm. Siêu cay luôn. Xôi rồi đấy Khanh ơi. Ừ, ok, xin cho vào. Đến đưa đùi gà tớ, cậu cũng phải cho ngập vào. À, đẹp đấy nhờ. A few moments later. Yeah, của mình chín rồi, bây giờ mình sẽ gắp ra. Ơ, có cơm nhầm của tớ rồi. Wow, nhìn đẹp đấy nhờ.
chưa còn biết ngon hay không, nhưng mà nhìn hình thức chấm được 8 điểm rồi đấy. Ok rồi đấy, rồi đập trứng ra cho vào nồi mì sữa cay, rồi cho phô mai là xong các bạn ạ. Trứng này đáng ra là phải đập sống cho vào mì, nhưng mà mình thì ăn chín nên mình cho vào một quả. Rồi cho phô mai lên. Rồi bắt ra, đổ mì ra đĩa. Ok rồi đấy, bây giờ mình sẽ mang cho bác chủ cửa hàng. Wow, món của tớ là ngon nhất rồi. Tớ thơm nữa, màu sắc còn bắt mắt. Tớ thì bắn mắt. Cậu nhìn trái đó tí nào. Ừ, cái này đã thấy không cay rồi. Không cay thì cho ăn thử nha. Không, cay nó phải màu đỏ chứ. Đây này, nhìn đã thấy cay chưa? Bác ơi, bác. Bác ơi. Ôi, chào đến giờ à? Bác ơi, 5 triệu chứ. Bác chứ. 5 triệu à? Ừ, thôi, được rồi. Đâu, xem nào, bác chấm điểm nhá. Vâng. À, trước tiên thì bác ăn của món mì tôm này trước đi. Vâng. Thằng này, không biết cho nó kém tí. À, đây là của cháu à? Vâng ạ. Đâu, để bác ăn thử nhá. Vâng. Bác ơi, bác đảo ở dưới có phô mai bác ạ. À, đảo lên à? Vâng, đói. Ui, phô mai. Ngon thế. Ngon chứ. Kéo lên. Đói. Ngon quá hả bác? Ngon. Vâng. Từ từ bác ăn nốt miếng dừa này đã. Ngon không bác, ngon không bác? Từ từ bác ăn nốt quả trứng. Ui nhìn bác ăn ngon quá, bọn cháu uống ngụm nước vậy. Ngon không bác? Ngon không bác? Ngon không bác? Ngon không bác, ngon không bác? Từ từ bác ăn nốt quả trứng thứ hai. Ăn nhiều này chắc mình sẽ nhất rồi. Ngon không bác? Bác đang ăn cứ hỏi. Bác tiếp ạ. Ngon không bác? Bác ăn thử của cháu đi, bác ăn lâu đi. Thế có kịch quả cho bác. Từ từ, bác đi ăn đùi gà đã. Rồi món cháu bác sẽ chấm điểm sau. Đây. Cháu lấy luôn chai tương ớt được cửa hàng bác. Màu đỏ cả. Vâng, siêu cay bác ạ. Ui, nó giòn thế. Bác ngược ra nước nào, cay quá. Bác ăn của cháu đi. Nước bác một ví cái đây. Bác để bán chứ. À, để bán à. Thế bác ăn của cháu đi. Ờ. Cuốn đi ra. Ừ, bác ăn hai cái luôn cho nó chất. Quá phô mai bác nha. Phô mai kéo hiệu. Ui. Hai món này. Bạn chết bác. Đưa bác lên nước cuốn. Vâng vâng. Bạc ngọt quá. Ơ, thế nào bác? Thế nào rồi bác? Kết quả như nào bác? Ai thôi, các cháu đi về đi nhá. Lần sau lại mua ủng hộ bác tiếp nhá. Thôi các cháu đi về đi. Sao đi về? Sao đi về bác? 5 triệu đó bác ai thắng? Món của các cháu có ngon đâu. Trong ba cái món này không có món nào ngon cả. Nên giải nhất chưa có ai giành được. Thôi, các cháu đợi đợt sau mua hàng của bác. Rồi thi nấu ăn. Rồi ai giải nhất thì được 5 triệu. Nhanh cố gắng nhá. Hàng bác có thế này đi kìa. Ôi thôi, thế đi về các cậu đây. Các cháu đi về đó, này để đây cho bác. Bác, đi về đi. Thôi lần sau cố gắng ủng hộ bác nhá. Đúng là cửa hàng tiện lợi siêu cay. Vừa bán vừa ăn, vừa có tiền. Có tiện lợi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.